Quang chào đón nồng nhiệt cả nhà đã quay trở lại kênh Quang miền Tây Vlog nha. Rất vui khi gặp lại các bạn trong cái video này với một món ăn mình xin giới thiệu với các bạn, cũng là món gỏi dân dã của miền Tây, đó là những cái hoa vàng. Đó là bông điên điển và một chút 250 g là tép rong, mà ở đây mình mua không có tép rong, mình mua tép gạo. Nó khác nhau ở cái chỗ là nó có cái màu hồng thì cũng rất là đẹp nha. Rồi bên cạnh đó mình còn có rau, rau răm, một chút ngò đó. Rồi có hành tây, có cà rốt và chanh, ớt và hành. Chỉ chừng đó thôi các bạn ơi, nhưng mà cũng có một món gỏi tuy là dân dã nhưng mà cũng không kém phần hấp dẫn đặc sắc nha các bạn. Mỗi cái gỏi nó có một cái đặc sắc riêng. Đó, Mà có rau quế hả mà. cho quế nữa đó thì xin mời các bạn đến với Quang miền Tây và vào chung vui với Quang miền Tây với cái video này nha. Và mình xin giới thiệu kế tiếp đó là những gia vị cần phải có để làm nên món ăn này nhé. Thì ở đây đó là 6 muỗng nước mắm, và nước mắm này rất là ngon, độ đạm cao của Phú Quốc. 2 muỗng là tương ớt, 3 muỗng nước cốt chanh, 3 muỗng nước lọc và 4 muỗng là đường. Ngoài ra mình còn có là ớt mình sắc sợi một ít, rồi còn có là sắc nhuyễn và đây là gỏi băm nha các bạn. Và làm cho cái món ăn này thêm phần hấp dẫn và thơm ngon thì cần phải có đậu phụng rang và hành phi. Ăn kèm với cái gỏi bông điên điển với tép thì còn có là bánh phồng tôm nha. Đó, bánh phồng tôm rất là ngon. Rồi mình để đây. Bây giờ công việc trước tiên mình sẽ làm đó là trộn cái hỗn hợp để mà trộn cái gỏi. Đây. Đấy là nước mắm. 6 muỗng nước mắm. Muỗng canh đó các bạn nha. Rồi. 5 muỗng đường mình sẽ đổ vào đây luôn. 3 muỗng nước cốt chanh. Mình đã vắt và lấy nước cốt chanh. Thêm 2 muỗng tương ớt. Muỗng này là muỗng canh. Đồng thời ở đây 3 muỗng nước lọc. Rồi, mình sẽ quậy tan đều. Công nhận nước mắm này dậy, dậy mùi thơm quá. Các bạn thấy một cái màu óng ánh đẹp hết sức luôn. Giờ mình khuấy để cho nó tan đều giữa đường, nước mắm và nước cốt chanh. Các bạn ơi, đối với mỗi gia đình thì có một cái khẩu vị khác nhau. Thì đối với gia đình mình á thì hòa như vậy là mình thấy mình ăn ngon. Còn gia đình bạn ăn như thế nào thì tùy theo để trộn hỗn hợp cho nó vừa phải gia đình mình nha. Đúng rồi, bây giờ mình thêm với tỏi này thì mình sẽ là bỏ một muỗng nha. Rồi 2 muỗng nha. Nhà mình thích tỏi nhiều để cho nó thơm đó. Rồi tiếp theo thì mình bỏ ớt. Ớt này là ớt sừng, nó hăng hăng thôi chứ nó không có cay nên nó cũng cũng rất là ngon chứ không có cay. Cay thì nó mất ngon ha các bạn ha, cho nên mình thêm vừa vừa thôi. Rồi xong rồi mình trộn nè các bạn. Chưa gì mà thấy cái nước trộn gỏi là nó hấp dẫn rồi các bạn ha. Đẹp quá.
Bây giờ tiếp đến mình xin sơ chế cắt những cái củ quả như là củ cà rốt này và củ hành này nhé. Thì đối với cà rốt thì mình sẽ lấy bào và mình bào cho nó nhanh. Mình cắt củ hành nhé, mình cũng cắt sợi nha các bạn, cái này dục. Mình cắt này, mình bỏ chung với cà rốt nha các bạn. Các bạn ơi, sau khi mình đã sắt hành tây và cà rốt thì mình bỏ vào đây là 1,5 muỗng là đường dần cát nha, rồi mình trộn để cho nó dịu lại và không hăng, đỡ hăng. Thì để khoảng có 15-20 phút là nó xào lại và nó dễ thấm gia vị và mất cái mùi hăng, có hăng đó. Mình trộn rồi ha, để đây nè, bỏ một chút dầu thôi. Rồi, bỏ một chút dầu thôi các bạn. Để nhỏ là hả mà? Nhỏ nhỏ thôi. Mình bỏ một chút hành, có một chút tỏi để phi lên cho cái dầu nó thơm. Sau khi mình thấy nó thơm rồi ha, không cần vàng mà mình thấy nó thơm, mình bỏ vô. Tép vào nha, các bạn thấy là cái tép này á, nó đặc điểm sau này mình thấy một phần phần nó đẹp quá, chất gạo á, chất gạo, cái người bán gọi là chất gạo đó, đẹp ha. Mình bỏ vào nửa muỗng cà phê là bột nêm. Màu hồng dễ thương á, hồng dễ thương khóc. Thấy không, nó thơm thơm rồi đó. Mình tiếp tục xào để cho nó khô nha các bạn. Khô ráo nha, mình trộn vào đắp xuống nè, tắt lửa nè. Tắt lửa rồi mình để đây và chút xíu mình bỏ vào để trộn vỏ nha. Mình vớt ra nó đã khô ráo vậy nha các bạn, cho nên mình vớt hết, mình bỏ dưới này. Mình đổ vào đây một ít nước sốt để cho thấm vô đó, mình nó thấm vô cho nó ngon. Kế đến mình bỏ bông điên điển nha. Kế đến mình cắt nha, cắt rau nè, rau thơm nè, rau răm nè, đó mình cắt rối thôi. Có ngò nữa. Có ngò nữa cho nó thơm. Đậu phụng á mà. Đậu phụng mình có
xay ra đỡ nhuyễn nhuyễn rồi đó các bạn. Mình làm hai thứ luôn, một thứ là mình xay nhuyễn ha, để nó thấm nè, nó thấm tò gỏi cho nó thơm ngon đó, mà thấy không, ngon lắm. Rồi cái đến thì mình cũng bỏ thêm đây là hành phi rồi, bỏ hết luôn rồi ha. Rồi bây giờ kế đến mình sẽ bỏ thêm cái này, rưới vào thêm hấp dẫn quá. Hấp dẫn rồi. Lót lên salad nè. Salad trước các bạn. Rồi để mà cho nó đẹp, trang trí cho nó đẹp, nó nổi lên cái gỏi của mình. Bỏ ra dĩa nha cả nhà. Rồi tiếp tục. Để xem kiểu là quá ngon, tép đỏ 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 đẹp quá, hồng hồng đẹp quá. Bây giờ mình lấy đậu phụng nè, rắc đậu phụng lên nha. Rất là hấp dẫn cả nhà ơi. Một màu vàng thật là đẹp mắt, cộng với tép gạo có màu hồng hồng, nó xen kẽ vào nhau làm cho cái dĩa hết sức nổi bật và hấp dẫn quá chừng luôn các bạn. Mình cũng đã thử rồi. Và cái bông điên điển thì có cái đặc trưng là nó hơi nhẫn nhẫn, nhưng mà cộng với cái tép á, tép gạo đó, nó ngọt ngọt cho nên rất là ngon, ngon lắm. Mỗi cái loại gỏi nó có cái đặc trưng riêng. Thì đây cũng là món ăn dân dã của miền Tây. Khi mà đến mùa nước nổi là có bông điên điển, lại có tép, thì người dân làm nên cái món ăn này cũng rất là hấp dẫn các bạn. Các bạn về nhà làm nhé, để cùng thưởng thức với gia đình. Và chúc các bạn thành công. Ăn kèm với bánh phồng tôm đó mà. Mình á, thì theo mình ăn kèm theo cái bánh phồng tôm này, ngon lắm các bạn, tuyệt vời luôn. Cả nhà hãy hay nhớ đăng ký, like, chia sẻ cùng chung nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào cả nhà.